Well. Hôm nay chúng ta có cái gì đây? Một người gợi ý cho mình tựa game VR đầu tiên trên kênh của Hữu Béo. Bạn ấy có tên là Bot Tan Nhát hay là Bot Tân Nhật, Bot Nhật Tân gì đấy. Thì bạn ấy có ghi là: Hello anh Hữu, anh chơi thử VR Kano Jody. Em donate rồi đấy. Ok, vì trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì chưa có bạn nào gợi ý cho mình bất kỳ về một cái tựa game VR nào cả. Và đây là bạn đầu tiên mà bạn ấy lại còn donate cho mình. Thì lời đầu tiên mình muốn nói đó là cảm ơn bạn Bot Tan Nhát hay là Bot Tân Nhật hay cái gì đấy. Nói chung là nếu như bạn có xem được cái video này, bạn hãy vào kênh của mình để comment cái tên chính xác nhất mà bạn có thể đọc được. Cái thứ hai là mình không biết. Cái thứ hai là mình chưa bao giờ mình nghe đến cái tựa game này. Chắc là mình sẽ chơi thử và tải thử cái tựa game này luôn thôi. Nếu như tất cả các anh em và Bot Tan Nhát hiện tại đang rất nóng lòng muốn xem thử cái game này nó là game gì thì chắc chúng ta sẽ đi vào luôn thôi. Let's go! Ui, đâu đẹp này. Hỏi chà. Mày là ai đấy? Sao mình nghe cái âm thanh nó như kiểu nó cứ dâm kiểu gì? Ai đây? Ố, sao này? Ố, sao bay ra tận đây rồi? Uầy! Uầy! Ủa xinh ấy! Tớ rất là vui vì bạn đã đến đây. Hãy ra đây ngồi và nói chuyện. What the hell? Nào thì ra. Uầy! Đây là lần đầu tiên một cậu con trai đã ở phòng. Ố, thế là mình đang ở phòng của con này à? Tớ ngại quá, đừng nhìn xung quanh nhiều quá. Dù sao thì cái gì? Muốn giúp bài vở cái gì đây? À, tao biết cái chuyện này nó sẽ đi đến đâu rồi. Gật được không? Ôi, gật được. My God. Tớ vui quá. Tớ sẽ đi. Ok, ok, ok. Đừng có chĩa cái đấy vào tôi. Lấy hộ nó hay làm cái gì đây? Mình có hai lựa chọn này. Lấy đi còn làm trò. Rồi vào học nào. Học môn gì đấy? Úi xồ. Đừng có, đã bảo đừng có chĩa cái đấy vào mặt tôi mà lại. Nó hỏi bài này đúng không? Tao thề luôn, tao mà nhìn thấy cái đống, tao mà nhìn thấy cái đống chữ này là gì thì tao đã không phải ngồi đây. Tao lật đây là tao lắc. Mày muốn nghỉ à? Mày vừa mới ngồi được mẹ chưa nổi 5 phút mà mày đòi nghỉ. Học hành kiểu gì đấy? Oh, 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 oh. Hey, girl. Hey. No. Đừng có nằm, đừng có một trai một gái trong phòng mà đừng có nằm. Không được nằm lên giường, tại sao em nằm lên giường? Oh my god. Tại sao có mấy cái chấm chấm ở cái gì kia? Cái chấm chấm ở cái vùng gì kia? What the hell? Không, tôi sẽ không chạm vào chỗ đấy. Tôi có bạn gái rồi, ok. Đừng bắt tôi phải làm những cái việc này chứ. Ok, massage chân nào. Đấy, massage chân nhá. Oh my god, cái này cái gì vậy? Tôi không muốn biết cái đấy là cái gì đâu. Chạm tay này, chạm sườn này, chạm đầu gối này, chạm chân này, chạm bàn chân này. Thôi thế thôi, đi ra. Get me out of here. À thế hóa ra mình là trong vai gia sư của con bé này, hiểu không? Chắc chắn luôn. Tao dạy học mà, chứ tao đâu có đấm đá massage cho học trò của tao. The hell? Đừng có kêu những cái tiếng như thế nữa. Ngại lắm, xấu hổ mãi. Cứ... gì thế thôi.
Này. Chân này. Được chưa? Chân nữa này. Được chưa? Này, chạm nốt bên tay bên này này. Đấy, thế thôi. Kiếp nhau. Bác ơi, cháu không dạy được con cháu không dạy được con bác đâu. Nó chả chịu học hành gì cả. Dậy đi mày. Chả hiểu đang học nhân nằm lên giường xong tập thể dục có giãn. Bây giờ còn gập bụng nữa. Cái gì? What? Vừa mới lấy bài vở ra mà đã kết thúc học rồi. Mày đói mà chứ tao có đói đâu, ăn đi. Cái gì? Mày có ý tưởng. Oh my god. Tại sao cứ bắt chọn yes no ấy nhở? Yes. Khổ lắm anh em ạ. Nếu như mà mình no ấy, làm chủ nhà nó sẽ không trả tiền cho chúng ta đâu. Chúng ta chỉ làm gia sư thôi. Bây giờ bắt buộc phải đồng ý chứ không con này nó kêu nhắng cả lên thì chết. Bây giờ tao chỉ cắn thôi nhá, tao không động chạm gì đâu ấy. Ok. Hết rồi. Ngon rồi, ngon lắm rồi. Rồi. Mồ hôi quá. Tối qua mới chơi giác à? Con lợn này. Mày tưởng mày xinh mày đẹp mày muốn sinh hoạt có gì mày sinh hoạt à? Hết đói xong rồi lại khát. Học được 5 phút xong nghỉ. Tại sao nó lại có một cái mục ở dưới gầm bàn đây này? Oh my god, mình biết nó là cái gì rồi. Không cần phải nhắc. Thôi. Cứ đường đường chính chính mà làm. Việc gì phải chui ở dưới làm cái gì? Đừng có nhìn nhiều quá tớ ngại. Ok. Cái gì, tại sao bây giờ nó lại? Bây giờ tao không chọn ở gầm bàn thì mày lại cho tao đi ra gần chỗ bàn luôn. Này cù chớt mày em luôn này. Ông nào mà nhà có người thì nên đeo tai nghe vào. Trời ơi ngu thế. Cốc bằng nhựa thì vỡ bằng răng à? Cái gì đây? Oh no, cái gì đây? Tôi vừa nhìn thấy cái gì đây? No. Ê, tao không muốn nhìn đâu, ok. Tao không muốn nhìn đâu, mày đừng tưởng là tao lợi dụng cái việc đấy. Ok, mày muốn thay quần áo rồi, tao quay ra đây. Được chưa? Sao thay lâu thế? What the fuck? Cái gì nào? Ôi. Ê, cái này hơi... Ê, cái này hơi quá đấy nhờ, cái này hơi quá đấy nhờ, the fuck? Ê, che em ơi. Không, đừng không đến gần, đi ra đi. Oh no. Ê, không. Không, tao trung thủy lắm, không, đừng. Don't make me do this. Rồi may quá. Cuối cùng nó tha cho mình. I know. What? This is impossible. Có một cách nào mà tao có thể xuống nhà lấy tiền dạy học ngày hôm nay và đi về không? Ây, thế sao lại bùng? Thế sao lại lùi ra? Cho tao đi về đi. No. Ôi, đừng có cảm giác như chưa bao giờ được cảm giác như thế này. Đừng. No. Đừng mách bạn gái mình về vụ này. Và cũng đừng bắt mình chơi những cái thể loại game như thế này nữa. Please.